sẽ dạy các em học nói tên các con vật ăn cỏ nhé. Con gì đây? Con tê giác. Con tê giác. Tiếng Anh đọc là Rhino. Rhino. Con gì đây? Con gấu trúc. Con gấu trúc. Tiếng Anh đọc là Panda. Panda. Con gì đây? Con cừu. Con cừu. Tiếng Anh đọc là Sheep. Sheep. Con gì đây? Con trâu. Con trâu. Tiếng Anh đọc là Buffalo. Buffalo. Ronald McDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on it. Con gì đây? Con voi. Con voi. Tiếng Anh đọc là Elephant. Elephant. Ronald McDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm. Con gì đây? Con chuột túi. Con chuột túi. Tiếng Anh đọc là Kangaroo. Kangaroo. Ronald McDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm. Con gì đây? Con dê. Con dê. Tiếng Anh đọc là Goat. Goat. Ronald McDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm. Con gì đây? Con bò. Con bò. Tiếng Anh đọc là Cow. Cow. Ronald McDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on. Con gì đây? Con ngựa vằn. Con ngựa vằn. Tiếng Anh đọc là Zebra. Zebra. Ronald McDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm. Con gì đây? Con nai. Con nai. Tiếng Anh đọc là Deer. Deer. Con gì đây? Con gấu túi. Con gấu túi.
Tiếng Anh đọc là koala. Koala. Con gì đây? Con thỏ. Con thỏ. Tiếng Anh đọc là rabbit. Rabbit.